the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Lắm không làm đấy. Cái clip này có thể, cái trận này có thể làm được. Mình đến tập bao nhiêu nhỉ? Tập 9 mấy rồi nhỉ? Trận này có thể làm tập tiếp theo được. Để làm tập tiếp theo ok. Thì tại sao, sao người sao chửi mình lại bắt được phát? Làm gì nó đâu nhỉ? Đánh thì cơ mẹ cam vãi cả lồn. Ba bảy các kiểu. Rồi biển A xe chửi con mẹ luôn. A xe chửi nó ra lê luôn anh em. Địt mẹ. Đúng kiểu thể hiện nó là rác đấy. Thằng A xe lại định nghĩa đúng về thằng đấy chứ. Đi mình đang suy nghĩ không có cái từ nào để mô tả thì phải để diễn tả về cái thằng tí nơ lê cả. Bằng A xe nói ngay câu thì phải hợp lý vãi lồn, đã chuẩn vãi lồn luôn. Anh làm nó thọt vãi lồn nó chẳng chửi anh á. What the hell? Cay nó chửi đó. Cả Kenen cũng chửi nó luôn. Là biết nó xúc vật như thế nào rồi. Đánh thua thì mẹ không chịu, thì mẹ không chịu chấp nhận. Để cả Tem chửi, thì phải cả AC cả Kenen chửi. Vãi cả lổ như lê này. Nói chung là nó đánh mãi, nó ca mãi, nó không làm được gì. Thì nó cay. Nó không khai thác được nhiều mà nó lại bị thọt trở lại. Thọt ngược hiểu không? Thì tất nhiên sẽ là cay rồi. Nó cay chửi đi. Thằng Việt Saki này nói đúng này. Nó đá map luôn tơn đầu tiên đấy. Đá map nó cay. Tên đầu tiên mình đi vào rừng nhà nó đã bị đá luôn rồi. Máu đấy nhở, ăn cái top cho chắc bài. Em đi lên top à? Đây này, đây này, này, luôn em. Lúc tay coi. Dễ vãi lồn. Ôi thằng Nidalee nó tiểu nhân mà anh em. Cả
nó đi. Nó nói câu đầu là mình đã mute nó luôn rồi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem lại clip này của mình nha. Đừng quên bỏ lại một like và một sub giúp mình nha. Đừng quên ủng hộ bằng một comment nữa nha anh em.